Rồi, trước tiên là chúng ta sẽ thử từng lệnh để cho các bạn thấy từng lệnh cho nó dễ, mình đừng có làm nhanh. Trước tiên là mình khai báo một số nè. Nó sẽ bằng sử dụng cái lệnh input. Input nhập vào một số 2 chấm. Rồi, mình sẽ xuất cái số này ra. Có số. Rồi, như vậy ở đây là mình đang thử cái lệnh input của mình và sau đó mình xuất ra. Rồi, nhập vào một số, ví dụ như 7, Enter xuất ra số 7 là mình đã sử dụng được lệnh input. Được chưa? Đến một cái lệnh tiếp theo mà mình sử dụng ở đây là mình sử dụng cái lệnh là for. For. For thì nó có cái for của chúng ta là for it là chạy trong cái gì? Mình lấy một cái biến là y trong trong cái gì? Trong một cái mảng, trong một cái vùng range, từ đâu? Từ 1 cho đến số cộng 1, rồi 2 chấm xuống dòng print số. Được chưa? Mục đích của chúng ta là for, chú ý nè. Rồi, chúng ta nhập vô số 5, enter. Nó báo lỗi ở đây nè. Báo lỗi ở đây là cái kiểu này là str, không phải là kiểu in, cho nên là không có dùng để mà nằm trong range được. Ừ, rồi như vậy thì ở trong chỗ này chúng ta sẽ ép cái chuỗi này. Sau khi nhận xong thì sẽ chuyển cho mình thành gì? Thành in. Đó, cho nên là mình ép nó qua in, mở đóng ngoặc, thả nó vô. Có nghĩa rằng sau khi mà nhận được cái chuỗi của lệnh input thì chuyển qua kiểu in cho mình. Rồi, chạy lại. Nhập vào một số là 5. Đó, mình rin cái số ra, rin 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 số ra. Nhập vào một số 5, rin số ra thì nó sai, rin y. Rin y. Nhập vào một số là 5, nó sẽ in từ 1 đến 5. Như vậy mục đích của mình đã được hoàn thành ở đây. Nhập vào một số và in số từ 1 đến số đó. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ tạo ra một cái từ điển để lưu trữ các bình phương của từ 1 đến 5. Bình phương của từ 1 đến 5, hoặc là mình làm cái gì khác cũng được, chủ yếu là mình biết cách để sử dụng một cái dãy và biết cách sử dụng một cái dạng từ điển. Như vậy chỗ này thầy có một cái D sẽ bằng một cái từ điển được khai báo trước, và xuống đây thay vì thầy in cái y này thì thầy sẽ lấy là cái từ điển thứ thứ y. Nó giống trong mảng của Java không? Ha, array ha. Rồi, chúng ta sẽ bằng cái gì đây? Bằng y nhân y, tức là y bình phương. Như vậy trong quá trình này mình đã, nếu như y bằng 1 thì 1 nhân 1 được gán cho d thứ nhất là d1. Như vậy cái quá trình này chúng ta đã hoàn thành cái việc là nhập dữ liệu vào cái từ điển đó. Và việc gửi xuống đây chúng ta sẽ print print cái mảng này ra luôn. Nó cho phép chúng ta print nguyên mảng luôn. Rồi, ok, chạy lại. Mảng của chúng ta ví dụ 5. Đó, thì nó in 1 là một bình, 2, 4 là hai bình, 9, 16, 25. Như vậy qua bài này chúng ta sẽ biết được lệnh input, chúng ta biết được ép kiểu, chúng ta biết được khai báo một cái từ điển, chúng ta biết được sử dụng một cái dãy, một cái range. Rồi, nhập dữ liệu vào từ điển và xuất từ điển ra. Như vậy đối với bài này, nhìn dòng code của chúng ta khi mà chúng ta code bằng Python nó rất là gọn. Nếu mà chúng ta code bằng Java thì cái đoạn này chúng ta phải khai báo thêm nhiều thứ nữa. Chỗ cái video này mình áp vô cái nó ra.
Tap vô thì nó không ra, tap vô nó sẽ ra. Không phải, tức là một lần nó đúng rồi, thì lần đầu tiên là bằng 1 thì nó xuất cái mảng, lúc đó có 1 phần tử. Đến thứ hai là nó xuất cái mảng 2 phần tử là nó xuất lần nữa. Đó là đúng rồi. Ví dụ như chỗ này chúng ta là số 5. Thì lần đầu là nó xuất mảng có 1 phần tử, lần hai là xuất mãn 2 phần tử. Tại vì cái lệnh print này nó nằm con của for. Đó. Rồi bây giờ tab thử nữa thì nó ra gì? Bởi vì không có cấu trúc đó, chỉ vào đến đây là cha đến con là hết rồi. Còn đây là anh em với for. Được chưa?